có một cái chú này, ông bị bệnh ung thư thời kỳ cuối gần chết, cái tâm của ông nói, mà ông đủ duyên cũng được ở trong chùa, ông nói với người em ông nói không, ở đây thì sợ làm phiền người ta, nhưng trong lòng thì rất muốn ở trong chùa mắt được hộ niệm đàng hoàng, nhưng ở đây sợ làm phiền, thêm một phần nữa là nhớ vợ nhớ con nhà, vì coi nó phân vân ra ba hướng gì. Đó. Bây giờ phải cần thiện trí thức để nhắc nhở Trời ơi cái lúc này là cái lúc quyết định cuối cùng cuộc đời của mình Mình đủ duyên thì mình chăng thật mình niệm Phật đi Người ta hỗ trợ cho mình Mình sợ làm phiền người ta Thêm một cái nữa là cái tâm nhớ gia đình Nhớ con nhớ vợ Rồi ông gì ông chết rồi ông có bên cạnh nó được không Mà ông nhớ con nhớ vợ Cái người có góc độ sâu đó. Mình chọn con đường giải thoát đi Mình muốn đến thăm họ lúc nào cũng được chứ mà mình hiện thân Bồ Tát đến độ họ Chứ không phải là cái thân bệnh hoạn Cái thân phàm phu này mà đến gặp họ đâu Góc độ phải sâu như vậy đó Thí dụ như mình làm con của cha mẹ Hay là thân bằng quyến thuộc Ví vị gì cực lạc Quý vị muốn xuất giờ nào cũng được hết Thiên nhãn nhìn thấu Tặng hư không khắp pháp giới Thiên nhĩ nghe thông Nghe tặng hư không khắp pháp giới Ý niệm biết rõ Bất cứ một tiếng kêu cầu gì chúng ta đều biết hết và biết được chúng ta từ đâu Sanh đến đây và chúng ta từ vô lượng kiếp đã từng ở đâu ở đâu ở đâu biết hết tâm niệm ý niệm đều biết hết rõ ràng biết túc nghiệp cuộc đời thọ tội nghiệp làm sao làm sao rõ ràng hết vì thế giới cực lạc là đặc biệt như vậy đó và biết người nào là vợ là chồng của mình người nào là cha mẹ của mình mình từng làm cha mẹ của ai Ai là con của mình, ai là cháu chắc của mình Ai là dòng họ của mình, ai là kẻ thù Ai là người ơn nghĩa Thì về thế giới cực lạc vì biết hết luôn Biết hết hoàn toàn Ơn nghĩa đến trả dạ ơn Thù hận đến quá giải Thận duyên đến giúp đỡ Nghịch duyên đem pháp quá giải liền Quý vị coi mình là người ở thế giới cực lạc Không còn bị thối chuyển nữa đây mới là góc độ sâu Để mà cứu giúp thân bằng quý thuộc Ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình Nên lấy chánh hạnh niệm Phật cầu sanh cực lạc là Phải làm chính Nó như nãy như Đức nói Và cụ mười quý vị chờ đến ngày đó hả Bây giờ bóc tả bỏ vô miệng nhai ăn Lấy phân chay vào mình Quý vị coi nuôi người già để góc độ nhìn thấu đấy chưa Tất cả những người nghe như vậy Quý vị không tin quý vị Đi đến chùa quý vị vô phòng mộ niệm Nhìn mấy bà cụ nằm đi Đang niệm Phật ở trong đó đó nhờ được niệm phật suốt mới được gì đó chứ nếu không thì thôi chắc những cái nghiệp này kinh khủng lắm không đơn giản đâu từ nơi đó mà tu hành có khi không nhận thức được cái tính nguyện cũng có những người như vậy để thể hiện mặt trái cho mình thấy đó quý vị đó. nên có một câu chuyện như đức đọc vua a kỳ đạt ông là một vị hộ pháp vô cùng đắc lực là vua biết tu hành nhưng mà cái tâm sân hận thường là giữ trong tâm một ngày kia tỳ nữ cầm quạt hầu ông khi mà ông bị bệnh thì tỳ nữ buồn ngủ quá gớt cái quạt chúng vào mặt ông ông sân hận lúc đó ông chết ông đọ làm rắn mãi xà vì coi mang cái tâm sân hận cứ là dung dưỡng cái nhân này cuối đời quý vị thấy hòa hại đáng sợ chưa một ý niệm cuối cùng nguy hiểm cũng như một câu chuyện ông này là cư sĩ giữ giới tu hành niệm phật khi cuối cuộc đời của ông vợ của ông khóc lóc than thở kêu gào ông bị tình cảm ái nhiễm buộc ràng mỗi ngày không bò dưỡng tính nguyện cho vững chắc bị tình cảm buộc ràng ông liến lưu tình cảm nó đi không được Cuối cuộc đời Bị tình cảm vụ ràng đi không được Thì ông thác sanh Làm con sâu Ở trong lửa mũi vợ ông Vừa chết đi làm con sâu Ở trong lửa mũi vợ ông Vợ ông khóc lóc kêu gào Lúc đó có một vị tăng Chắc cũng là một vị tu hành đắc đạo Tại nhờ cái sự tu hành của ông Nên thị hiện cảnh viên này Thì bà khóc lóc Nước mắt nước mũi chảy ra Con sâu theo đó rớt xuống bà tính lấy chân đạp chết con sâu, bị tăng cản nói bà biết con sâu này là ai không chồng bà đó, bà nói rằng chồng của bà ăn trái niệm phật giữ giới tu hành, vì sao đỏ làm sâu, thì vị tăng này nói do bà khóc lóc kêu gào, ái nhiễm buộc ràng chồng bà đi không được, nên đỏ làm kiếp súc sanh, Chị coi đó, nó đáng sợ chưa, nên mình được ở trong ngôi tam bảo cái chợ duyên thù thắng, còn ngoài đời con cháu đó thương mình. Mình gần chết nó khóc lóc Đó là tình thương thế gian Ăn tổ nghe nói giống như cha mẹ té xuống giếng Mà cầm đá liền theo mà nói là thương Nắm tay nắm chân Niệm Phật thì không niệm Sao nó biết niệm Nắm tay nắm chân nó lôi kéo nó khóc lóc Cuối cùng nó đẩy vì thẳng xuống dưới địa ngục luôn Nên mình ở trong chùa đã đủ duyên Thì mình cứ chân thật mà niệm Phật đi Điều là có duyên người ta mới giúp mình Chứ không có nói cái chuyện phiền phức gì chứ Mình chỉ cần chân thật niệm Phật giảng sanh Là trả ơn cho người ta rồi sợ mình không chịu niệm phật giảng sanh thì nợ này vô lượng kiếp tặng hư không khắp pháp giới này bị vị cũng đang thiếu nợ nữa nên nói là nghiệp lực nếu có hình tướng thì tặng hư không thì cũng không có chỗ chứa nữa nên phàm phu chúng ta tuy là nghe pháp nhưng không chịu chú ý có khi những buổi những đức mỗi ngày nói gì nè ngồi ăn cơm vậy đó hoặc là ngồi gục gà gục gạt không chịu chú ý để nghe đâu ừ, không chịu chú ý nghe đâu tại vì mỗi ngày được nghe không chịu chú ý nghe đâu vậy mà có khi muốn đi tìm để học những cái điều này người ta chia sẻ như vậy cho cái sự tu hành để nhìn thấu buông xuống mà là do không chịu chân thật mà nghe để mà hành trì thì làm sao mà nghe có cảm giác được tại sao người ngoài đời người ta hành trì người ta nghe là người ta có cảm giác đặc biệt nên tất cả những người đang ngồi gì nè quý vị để ý đi chính mình cái sự tu đạo phải mỗi năm mỗi tiếng hay là càng ngày càng lùi từ những đức sống với tất cả các cô Các chú, các cụ trong chùa 11 năm nay nhưng mà cái sự tu đạo của những đức Quý vị coi những đức nói chuyện Phật Pháp Cái tâm những đức cầu sanh cực lạc Luôn luôn là nó hướng lên không à Mà nó hướng lên mà nó hiểu thêm Chứ không phải là đi vào con đường tiêu cực Người ta sống tích cực vô cùng Sống vui vẻ, sống quan hỷ Chứ không phải là cầu giảng sanh mà tiêu cực Không phải đâu bậy quá Thấy không nó nên quý vị coi tất cả những người già ở đây nếu quý vị là người hiểu khỏe nhìn nhận những người già quý vị sẽ dũng mạnh tinh tấn lắm như là ngài tăng quyền này vậy đó dũng mãnh tinh tấn nên nó nhóm cô thủy đâu có nói rằng ba 800 tám trăm người trong danh sách ký số mà năm trăm người là cố định nó lượt thấy không nên cái người mà không mỗi ngày nghe như vậy không có biết được cái việc niệm phật là lợi ích thì bỏ cuộc quý vị coi thấy không lượt lại còn năm trăm người cũng đặc biệt quá rồi cô thủy à Quá đặc biệt rồi, thật sự đào tràng của cô trên không trung 500 người tuyệt quá rồi 500 người nào mà kiên cố tâm cố gắng đi Giảng sanh thì cực lạc Cái việc làm của cô quá thù thắng rồi còn cái gì nữa Dù là 5 người giảng sanh đi chăng nữa Cũng đặc biệt thù thắng Nhưng nó tiếp tục nó cứ lọc kệ Mình cứ chăng thật mình hướng dẫn Dẫn được một đoạn đường nào Thì mình dẫn không có chán Dẫn đi được đoạn đường nào dẫn không chán Mình cứ dẫn hoài mình cùng đi Mình đi thẳng mình tới thế cực lạ Còn giữa đường ai bỏ cuộc kệ người ta Giống như Đại Lão Hòa Thượng Hư Văn Đi chiều bái ngủ đầy sơn Bốn năm người huynh đệ đi theo Đi một đoạn đường ai cũng than thở Gặp người ta mờ làm chủ trì chùa Ở lại Gặp cô gái dính luôn cuối cùng từng đoạn từng đoạn vớt hết bốn người ngài hư văn vẫn giữ phương hướng của mình thấy không ngài tỳ duyên quý vị lại được đoạn nào thì tốt đoạn nấy quý vị bỏ lại thì thôi tỳ duyên tỳ duyên hết đi còn con đường tôi nhất định tôi phải đi nhớ sự tu đạo là phải như vậy đó ừ, con đường này mình phải đi ai bỏ kệ người ta mình cứ tiến thẳng con đường này mình nhất định phải về thế giới cực lạc phải có tâm như vậy đó tất cả quý vị Tất cả những phái đoàn nhớ nghe lời những đức nhắc Dẫn ai đi Ngày nào là tốt ngày nay Ai không đi thì thôi Tiếp tục người mới Tiếp tục mình cứ dẫn Tích công lý đức Còn minh là con đường này nhất định phải đi Kiên cố tâm không chán nản Không buồn phiền Phật Bồ Tát độ sanh vô lượng kiếp phàm phu mình muốn độ một đời này Không được đâu quý vị Chúng ta cứ chăng thật học theo chư Phật Bồ Tát đi Ai đi đoạn nào chúng ta dẫn đoạn này Ai nghĩ đi thì thôi Cho qua mình nhất định phải đi Cõi đời này khổ quá Nhất định phải về thế giới cực lạc mới giúp được họ cho Phải nghĩ rộng, nghĩ xa Như vậy thì mới tuyệt vời Nó qua những câu chuyện niệm Phật giảng sanh này Quý vị nghe thấy không Quá đặc biệt Bởi vì mỗi ngày tu học niệm Phật Câu Phật hiệu này cứ là Ai di đà Phật, ai di đà Phật, ai di đà Phật Cứ siêng năng mà niệm đi Rồi quý vị sẽ thấy cái cảm giác lợi ích của nó Cứ kiên nhẫn mà niệm đi Mười năm, mười mấy năm quý vị sẽ có cảm giác Chúng ta đưa một đời, cuộc đời của mình là niệm Phật đó Sống mỗi ngày vui vẻ, tự tại, niệm Phật tới cùng luôn Không bao giờ diễn phương pháp Cũng không bao giờ dao động với bất cứ phương pháp nào luôn Cứ niệm một câu Phật hiện này tới cùng đi quý vị Sẽ có lợi ích Chính những đức thấy 11 năm Càng ngày càng vui, càng ngày càng thích Sống cuộc đời thì nó ý nghĩa vô cùng quý vị đó. Nên cố gắng mà niệm Phật Đây là những đức chia sẻ Phật Pháp mình đó nghe mà cái cảm giác nó hừng hực gì đó vì coi phải rõ ràng là có hành trì niệm phật và đối với cảnh viên này nó không có buộc ràng mình tình cảm gì đi chăng nữa cũng không dính mắt thương là thương nhưng không bao giờ dính mắt chứ làm gì không có tình cảm có người sống mới có tình cảm nhưng không bao giờ bị tình cảm buộc ràng hôm qua có một cô của nói thầy thầy con em một số mấy người nói mình mà gặp quý thầy được mà mình nhìn mình thấy cảm mến là có tội đúng không thầy những đức nói cái gì đâu cảm mến có tội cái cõi này là cõi dục mà chúng ta nhìn khởi tâm này tâm kia mặc kệ nữa chúng ta cứ lo niệm phật thôi còn cặp mắt này nó thích nhìn thì nó cứ nhìn còn mình thì cứ lo niệm phật tới cùng đừng có đặt vấn đề nặng nề cái gì cũng tội 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 Thấy không? mình đừng bao giờ phan viên hoặc đừng bao giờ mà mà mình gọi là bị cái tình cảm nó buộc ràng thôi còn cái cuộc sống con người là phải có tình người chứ Thấy không phải có tình cảm chứ Cái chuyện này là dĩ nhiên thôi Nhưng mà mình đừng bị nó buộc ràng Tập đi nếu làm được Vậy thì quý vị đặc biệt trong đời sống này quá tuyệt rồi Có thể mỗi ngày sống vô cùng vui vẻ tự tại mà Những đức à, đọc một câu chuyện niệm Phật vãng sanh Tăng quyền đời đường Tăng quyền Pháp Sư Người ở Tinh Châu Rộng thông giáo điển hạnh giải tương ưng Đến 96 tuổi Ngài theo đạo xước thiền sư giảng kinh Quán vô lượng thọ Lại được xem hai quyển an lạc thập Mới phát tâm niệm Phật Có kẻ bảo là tu hành dễ muộn Mạng sống còn chẳng bao lâu Tịnh nghiệp khó thành e không được vãng sanh pháp sư đáp kinh nói khi lâm chung hồi tâm niệm mười niệm cũng được vãng sanh về tịnh độ tôi còn rộng ngày giờ hơn thế lo gì không được vãng sanh vì e thọ số sắp mãn mỗi ngày đêm pháp sư lễ phật một ngàn lại niệm phật chín muôn câu Trải qua năm năm như thế Một lòng hành trì không biến trễ Một hôm ngài cảm bệnh nhẹ Gọi đệ tử bảo rằng Tây phương tam thánh đã đến Thăng tướng trang nghiêm quang minh rực rỡ Đức A Di Đà thấy tôn trao cho ta áo cà sa thơm đẹp, hóa vật hiện đầy khắp cả hư không các ông hãy cố gắng tinh tu ta đi đây nói xong ngồi chắp tay mà hóa mùi hương lạ thanh thoảng bảy ngày vẫn chưa tan đây là những công đoạn trong quyển sách mấy điệu sen thanh mà chúng ta đọc nguyên văn để mà phát khởi tính tâm cho thật kiên cố khi mình niệm phật quý vị khi nghe ai nói niệm Phật sẽ không được giảng sanh hoặc là không có thế giới cực lạc thì tất cả những cái câu chuyện niệm Phật giảng sanh này đây là chứng nghiệm để chúng ta có lòng tin vô cùng kiên cố và tất cả những người bài xích tịnh độ chúng ta không bị dao động tâm. Nên những đức nói mỗi ngày chúng ta bổ túc cách này là phương pháp để mà gây dựng tính nguyện. Vì tăng quyền này là tu hành trễ quý vị. Có người nói với Ngài rằng là Thời gian Tu hành của Ngài trễ nãy như vậy Khó thế nào giảng sanh Thì Ngài nói rằng Nguyện thứ 18 Đức Phật A Di Đà nêu lên chỉ cần cuối đời niệm từ một niệm cho đến 10 niệm đầy đủ tính nguyện chắc chắn giảng sanh. Như vậy thì thời gian của ta vẫn còn rộng rãi mà Nhưng Ngài Không có giải đại Nói đó là nương vào nguyện của Phật để nói Nhưng riêng bản thân mình vô cùng tinh tấn Nên Vì e thọ số sắp mãn Nghe người ta nói vậy cũng như là Nung đúc tinh thần Tính nguyện vô cùng kiên cố Nghe người ta nói mình thời gian á tu không bao lâu E không được giải sanh Thì Ngài được sự nhắc nhở này Thì Ngài mỗi Ngài đêm Pháp Sư lễ Phật Một ngàn lại Quá siêng năng tinh tấn đi coi Còn bây giờ có những người chúng ta Bây giờ mình già yếu rồi Còn một cái sức mọn chút xíu Mà mình không cố gắng rồi đến khi thọ mạng đến Cái thân này cũng rã tan Chúng ta đầy lỡ qua một đời ổn không quý vị Cái câu chuyện này nhắc nhở người trong chùa Hay tất cả người khắp nơi nơi nè Những người trẻ, người già gì chăng nữa Cũng phải cố gắng Đó. Chứ bây giờ mà mình được cái dung dưỡng Mà mình giải đải mình lên tu mà Cho qua cái một thờ tu ổn quá quý vị Mình phải siêng năng tinh tấn Quý vị có ngày lại cả ngàn lại ngày đêm không niệm phật chính muôn câu thời đó thì người ta không có cái máy bấm số này nhưng mà chắc chắn rằng là người ta niệm chuỗi người ta tính số lượng nên mới nói là số lượng nhiều gì như cư sĩ hoàng niệm tổ mà chú giải kinh vô lượng thọ Ngài cũng vậy khi còn mấy tháng nó giảng sanh Ngài niệm số lượng nhiều lắm Nói lên số lượng luôn, rất nhiều Còn vị này Ngài đi mà chín muôn câu Niệm quá nhiều quý vị Trải qua Năm năm như thế Một lòng hành trì Không biến trễ đó. Coi. Năm năm như thế Hành trì không biến trễ Nên khi mà giảng sanh đó quý vị Thì Chính mắt ngài thấy là Tây Phương Tam Thánh đã đến thăng tướng trang nghiêm quang minh rực rỡ đức a di đà thế tôn trao cho ta cà sa thơm đẹp quá siêng năng tinh tấn à cái công của ông bỏ ra tu hành siêng năng tinh tấn như vậy ông nghe lời phật ông nghe lời tổ ông chân thật ông tu lễ phật niệm phật siêng năng tinh tấn như vậy không lười biếng nên a di đà thế tôn đem cà sa thơm đẹp đến để mà đắp cho ông cái công của ông xứng đáng được lãnh nhận như vậy rõ ràng siêng năng tinh tấn niệm phật cuối cuộc đời chính mình thấy phật a di đà và thánh chúng đến quý vị coi rõ ràng không nên tất cả những người ở trong chùa hay những người ở ngoài đời quý vị nhớ là phải siêng năng tinh tấn mà tu hành Tuổi già rồi mà mình không cố gắng nữa Ai cố gắng giúp mình Mình bê tha cái tuổi già này rồi Thọ mạng mình đến rồi mình luống vào một đời mình rồi Luống vào một đời mình rồi Chùa có hai ông cụ Lúc trước những đức thấy lễ Phật Hai thờ đặc biệt vô cùng Những đức cho hai cái ghế Để Mà mình khi mỏi Mình ngồi một chút Còn nếu như mình bỏ lễ luôn á Thì ổn quá cũ à bây giờ mình già rồi nhìn nhẫn cái gọi đời này quá khổ bây giờ mà mình không cố gắng để miết một cái khoảng thời gian cuối cùng này ổn quá con đường này người ta chỉ là nêu lên và nhắc nhở còn mình phải cố gắng mà đi khi một hơi thở thở ra mà không hít vào vậy thì phần nhiều là tam đồ ác đạo đang chờ đợi chúng ta đại lão hòa thượng tịnh không ngày giảng thiết ngày nói một câu gì để chúng ta cố gắng Nếu như quý vị không giảng sanh Thì đọa địa ngục Vì thì chỉ có đúng một hướng một Một nguyện, một là sanh cực lạc Một niệm là ai với Đà Phật Còn tất cả những việc chúng ta đang làm Ở thế gian này, tại đủ duyên mình làm như thế thôi Còn cái vấn đề Quan trọng nhất của cuộc đời mình là niệm Phật Cầu sanh cực lạc, đây là vấn đề chính nhất Mà mỗi một người tu tịnh độ phải nhớ Nếu như không lấy cái này làm chính Khi một hơi thở thở ra, không hít vào chắc chắn rằng lục đạo luân hồi chúng ta sẽ tiến vào không thể nào giảng sanh trong lục đạo luân hồi phần nhiều chúng ta đi vào ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sanh từ nơi đó mà khi những câu chuyện niệm phật giảng sanh như ngài tăng quyền này nè đây là tấm gương này cho người tu đạo chúng ta nè tuy người ta tu trễ mà người ta siêng năng tinh tấn vẫn là thu thắng thành tựu quý vị coi Chiên cằn, siêng năng tinh tấn chỉ một đời ngắn ngủi nên trong kinh vô lượng thọ phật nhắc mình các con chỉ cần chịu khổ chịu khó một đời ngắn ngủi này thôi một đời ngắn ngủi quý vị coi mấy chục năm cuộc đời ngắn ngủi pháp sư tăng quyền chỉ có 5 năm kiên nhẫn cố gắng tu hành thành tâm nhiệt tình mình thì bây giờ mình cho rằng một đời của mình đi mình cứ phương hướng của mình là một tiêu chuẩn là cầu sanh cực lạc giống như chư tổ sư nói cái cây mà đã nghiêng về tây thì dù có ngã bất tử cũng ngã về tay Một bức tường mà nó nghiêng về tay Thì có ngã bất tử nó cũng ngã về tay nó Mình phải siêng năng Mình vinh tắng như vậy Mình tu Thì cái sự lợi ích của mình nó mới thù thắng như vậy Đây là tấm gương nhắc nhở mình đó quý vị Không có được giải đại Không có được giải đại Mà chúng ta cũng không phải mỗi ngày nặng nề Làm sao mà cái tâm mình nó thông Nó thoải mái Nó không có nặng nề nhưng mà như trong kinh vô lượng thọ Phật dạy Bên ngoài thông thả bên trong mình Là hướng của mình chuẩn vô cùng Hướng thẳng về thế giới cực lạc Bên ngoài thì sống với cảnh duyên Vô cùng là thông thả nhẹ nhàng Chứ không phải là mỗi ngày mình Nhìn nó nặng nề Giảng sanh giảng sanh nặng nề Vậy không được đâu Làm sao mà trong tâm mình Là dũng mãnh tinh tấn tính nguyện kiên cố Còn bên ngoài là sống với tất cả mọi người Vô cùng là thông dông tự tại vui vẻ nhưng phương hướng giải thoát là chính nhất phải đặt cái tâm như vậy tu vậy là đúng rồi đó quý vị tu vậy là lợi ích hiện đời tương lai giải thoát chắc chắn đó. nên những tấm gương này nhắc nhở mình khi mình nghe rồi cái lòng tin của mình nó kiên cố mà mình cố gắng nên tất cả các cụ già Ngày nào những đức cũng khuyên phải dũng mạnh tinh tấn các cụ đừng có để lỡ qua thời gian cuộc đời nó khổ quá rồi Mỗi một con người đến thế gian này Giàu nghèo đẹp xấu gì cũng khổ hết chứ Đã mang cái thân này là khổ quý vị nha, nha. Mang cái thân này là khổ nói gì? Hôm qua những đức kể bà cụ Trong phòng mộ niệm Cụ 10 bữa nay Bà yếu Bà cứ lấy cái tay bà Bà xé tả Bỏ vô miệng nhai tay bóc phăng Chê vô mình mãi tùm lắm Nhìn thấy cái cảnh tình này quý vị coi Một đời có người đi tìm cái gì cuối cùng tới tuổi già Mà mỗi người chúng ta ai cũng sẽ đến tuổi già quý vị à Ai cũng sẽ già cả Những đức nhớ hôm nào 18 tuổi xa gia đình Bây giờ 40 tuổi nè quý vị 40 tuổi rồi đó Nên chư tổ sư nói rằng Một ngày qua đi chúng ta cặn kề với phần mộ nên mỗi ngày được ở trong chùa Chỉ lo việc trong chùa Và lo tu đạo mà không chịu cố gắng Có khi cái tâm lại mỏng móng, Chạy đầu này chạy đầu kia Trời ơi nhận đức là do gì công việc Cứ chạy tới chạy lui hai bên đậu tràng Đây là cái duyên của mình mình cố gắng Vậy mà cái tâm nhận đức luôn luôn là đặt vấn đề Giảng sanh là điểm chính Dù nói chuyện với ai vui Dù cho là công việc gì vui vẻ hay bất cứ Trong chùa này bao nhiêu cô đi chăng nữa những đức dẫn lấy cái chuyện giảng sanh Là đứng đầu Dẫn đầu chính nhất Không bao giờ có cái chuyện những việc khác Mà lấy đứng đầu Nên những đức cũng mong toàn thể đại chúng Lấy cái chuyện giải thoát đứng đầu đi Không phải là đá đổ của hoàn cảnh đang sống Nhưng mà hoàn cảnh đang sống Là trợ duyên trong cuộc sống Nó có cái hương vị sống thôi Còn chúng ta phải lấy cái chuyện giảng sanh làm chính Vậy thì cái cuộc đời đi tu hành của mình Nó mới có cảm giác với đạo quý vị Nó mới có cảm giác với đạo mình ở đâu mình ở yên như vậy Mình đủ duyên sao mình chăng thật làm gì Đừng có phan duyên Đừng có phan duyên là tức khắc Mình tu được sự an lạc liền nói Đủ duyên làm việc thiện thì chăng thật làm thôi Sống trong chùa Sống đúng đắn cái gì người ta giao cho mình thì mình làm Cái gì người ta không giao cho mình Mình đừng có đụng vào Trong chùa này những đứa sắp xếp suốt luôn Một mình một lao Cứ sắp xếp cho mấy anh em làm cái sắp xếp hoài không sắp mà là lũ bu lộn xộn suốt vậy đó tại vì họ không ở yên được thật sự mà nó tập ở yên không đơn giản những đức rất muốn ở yên một chỗ thì duyên những đức nó phải đưa những đức lao ra ngoài chút xíu nhưng những đức luôn luôn là hướng nội không bao giờ mà nói cái chuyện mà hướng ngoại chưa bao giờ nói cái chuyện cầm xe chạy mà chạy đi đâu chơi chưa bao giờ ghé một cái quán nào uống một ly nước chưa bao giờ ghé một chỗ nào vui chơi chưa bao giờ đi đến một ngôi chùa nào tham quan luôn chỉ đây qua đại tùng lâm từ đại tùng lâm về đây đây là 100% là như vậy Từ đây đến chỗ đổ rác, đổ rác xong về đây Chưa bao giờ ghé chỗ nào Cái gì mà vui chơi Đó là chính các anh em đi theo chung thấy rõ ràng ừ, Chưa bao giờ Tuy mình vẫn còn phàm phu Nhưng mình thấy được tất cả các cụ già Cuộc đời có cụ khổ quá nè Mình tương lai mình cũng già đến nè Nên mình được ở một nơi gì nè Đừng có mình mà gọi là mầm móng làm những điều mà người ta chưa đặt trách Chưa đặt trách mình đi làm gì à Mình làm như vậy mất uy tín người ta không tiếp nhận mình Tại vì mình chưa đủ duyên mà mình đi phan duyên Nên cả đời mình sống người ta không tiếp nhận mình cái góc độ kém quá Góc độ quá kém Người trên người ta có góc độ người ta nhìn Người ta nhìn người ta biết người này sao sao Cái người mà hướng nội không hướng ngoại tức khắc Người ta muốn đẩy cái vị ra hướng ngoại để cho cái tâm quý vị coi sao để thử thách còn cái người mà hướng ngoại người ta phải đẩy quý vị vô hướng nội để làm chi để quý vị rèn lại cái tâm quý vị còn người mà đã thích đi mà người ta đẩy cho đi vậy người này tiêu luôn tối ngày cái chân gọi là như thế nào nó không ngừng nghỉ được nó chạy đâu này chạy đâu kia tu vậy thì cuối cùng cả đời của mình cũng uổng công vô ích không có biết cái gì là chính để mà lập trình giống như tưới cây mà không biết tưới chỗ nào để cây phát triển Cứ là lấy nước xịt lên cành lá hoa quả Phải tứ ngay cái gốc chứ Đó làm chính mà đó. Nên những điều những đức chia sẻ đây Mong tất cả quý Phật tử khắp nơi nơi Cố gắng mà niệm Phật tinh tấn siêng năng mà niệm Phật Dù là gần Tết tới Chúng ta không có bỏ tu Không có bỏ công phu Bỏ niệm Phật mà lo kiếm tiền Chúng ta cứ công phu niệm Phật bình thường Việc làm cứ bình thường Vậy mà quý vị coi nó đặc biệt cho quý vị thấy Nghĩa là rất là đặc biệt Rồi xong tới Tết Mình vô đây mình khổng tú Có xài tiền bao nhiêu đâu sợ không? Đó là những điều Những đức chia sẻ vậy đó Quý vị cố gắng Ai chỉ Đạo Phật Nguyện đem công đức này Hướng về khẩm tất cả để tử và chung sanh, đồng sanh về tình độ.